Đậu cô ve bà con, đậu cô ve, đậu cô ve. Đậu cô ve là nó tốt, là nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người, có một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn đậu cô ve. Mặc dù ta biết đậu cô ve nó tốt, nhưng mà với bệnh này và người thế này đừng ăn, để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, nó tốt cho căn bệnh của mình. Đó là người bệnh gút dạ dày, đang hiếm muộn muốn có con, sỏi tiết niệu, sỏi mật, sỏi thận. Đậu cô ve nó còn có một tên nữa là đỗ xanh. Người thì gọi đậu cô ve, người thì gọi đỗ cô ve, hay là đỗ xanh, nó cũng là một thôi. Nhưng mà không được ăn sống nha bà con, không được ăn sống. Và người có bệnh gút, có dạ dày, người đang mong muốn có con, sỏi tiết niệu, sỏi mật, sỏi thận, vui lòng đừng ăn đậu cô ve, để cho nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Ngoài ra nó rất tốt cho sức khỏe là nó làm tổn thương tế bào, ổn định tổn thương tế bào, tốt, tốt cho tim mạch, tốt, tốt cho đường ruột, tốt. Nó hỗ trợ mang thai khỏe mạnh, xương khỏe mạnh, giảm chứng trầm cảm, giảm chứng trầm cảm, thiếu máu nó được cải thiện, nó ngăn ngừa được ung thư. Ăn như các loại khác đó, đậu này chúng ta cũng ăn như những loại đậu khác, không có gì hết. Nhưng mà chỉ khác cái là ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày, ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày thì nó mới tốt, và tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào nào.